đang đợi đồng đội tới đón. Ăn sáng xong hai anh em đi bóc bả mì đó, rồi leo lên này đạp cho nó xuống hàng nha anh em, đợi hơi lâu luôn á. Cao tốc Buôn Ma Thuột Nha Trang buồn, tiến độ công trình nhanh cỡ này thôi chứ 2025 là anh em chạy phi như trâu. Ngay vào Cam Ranh nha cả nhà. Đó, Cam Ranh đúng là nhìn nó có gì nó đẹp 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 luôn á. Nay mình bóc bả mì ở Đắk Lắk đi dầu dây nha anh em, mà đi đường dưới quốc lộ 1A đi cao tốc cho nó sướng nè. Mình lên cao tốc, trước khi lên cao tốc mấy trăm cây số không được dừng thì thôi mình nằm đây. Đó, xe mình muốn dò nha, nay lâu lâu làm tài xế cho nó vui. Dừng lại đây nghỉ ngơi chút xíu xong rồi lên cao tốc. Đó, lên cao tốc giống nè, đập mình đó. Đường dẫn vô cao tốc nha, cao tốc. Đường dẫn vô cao tốc mà nhìn khá là đẹp luôn. Cam Lâm, Hồ Chí Minh. Này là 4 giờ chiều bắt đầu vô cao tốc. Đẹp miên man. Cao tốc Vĩnh Hảo mới Nha Trang. Mới mình lên ở ngay chỗ Cam Ranh nha, lên qua khỏi Cam Ranh mình bắt đầu lên cao tốc để giảm được cái tiền phí bớt được 200 mấy này, đẹp. Chục ngàn á. Ghê, chạy dưới quốc lộ rồi leo lên sớm là mất 200 mấy, leo lên trễ thì còn có 300 mấy tiền cước à, tiền năng lượng mặt trời đó, bớt được khúc nào hay khúc đó anh em, lấy tiền ăn cơm. Mấy anh em làm tài xế thì cũng tính toán dẫn lên cao tốc là khá là đẹp luôn. Đường dẫn lên cao tốc quá tuyệt vời, đẹp miên man. Cái đoạn này hay nhìn thấy cầu này giống như bên nước ngoài luôn nè, nhìn đoạn này đẹp quá, bộ không lôi máy là quay thôi. Đó, lúc này là ngồi bên phụ nha, quá tuyệt vời luôn, nhìn cầu này khủng khiếp thiệt, nhìn nóng cọc dưới cầu lên kìa, quá tuyệt vời luôn. Đây cũng là một hình thức mới xây trong phát triển trong xây dựng. Cao tốc này vắng người lắm nha cả nhà. Trời đi gì mà có mấy xe chạy đã luôn, một làn 90, một làn 60. Tới cái đoạn này thì có xe gió này của Ninh Thuận nha, chứ không phải Bình Thuận. Tới cái đoạn Ninh Thuận này không có xe gió quá trời luôn. Phải Ninh Thuận. Lên cao tốc chạy sướng lắm cả nhà ơi. Rồi về đêm luôn rồi. Này lúc này đổi qua tài chạy một đoạn là đổi tài qua tài 2 luôn rồi. Về đêm luôn rồi. Ở đây chơi ớt bột nè. Bột này nó cay nhức răng luôn. Bỏ hàng trong công ty xong rồi lại đi bóc gạch men. Bóc gạch men về bóc nệm nha. Bóc nệm đã lời rồi lên xe về. Tắm rửa ăn tối xong lên xe về. Giờ này mà sương mù về tới đoạn này sương mù quá. Lôi điện thoại là quay cho anh em xem. Rồi tới công chuyện luôn. Tai nạn ở ngay Quảng Tính. Kẹt xe 2 tiếng đồng hồ. Hai thằng ngủ luôn trên xe. Đó, ngủ quên luôn, mắc cười nha cả nhà. Ngủ quên luôn, hai ông nằm ngủ đã chờ 2 tiếng đồng hồ. Từ 11 giờ rưỡi đêm đến 1 rưỡi sáng. 1 rưỡi sáng thì xe ngược chiều nó tới, nó bóp còi thì hai thằng mới tỉnh dậy. Hai thằng mới tỉnh dậy xong chạy. Mà nguyên một đoàn ở sau mình là chắc cũng phải cả mấy ngàn xe cũng nằm ngủ đều luôn. Không ông nào vượt lên luôn. Xong rồi mình chạy. Mình chạy lên tầm 2 cây số thì mình mới nối đuôi lại được cái đoàn phía trước này nha cả nhà. Rồi xe này bát nháo nhào lên, cuối cùng phải dè nè. Dè nhưng mà tưởng đâu được dè dài luôn, dè vài cây số luôn á. Cái này mà dè là dè chết luôn á. Cuối cùng cái anh Mai Linh này ảnh ép cho vô nè. Ép là kẹt xe, kẹt đường ở trong luôn á. Cuối cùng sau cái đoạn này là ngủ 2 tiếng đồng hồ mới được chạy nè. Cuối cùng là được vô nha anh em. Chứ không cho vô chắc toàn luôn á. Nghe nói anh tài xế xe Quý Hương này chạy cũng dữ lắm. Chạy tẹt ga luôn á. Nói chung là tay nghề cũng tốt. Chạy cái lúc này vượt lên hơi láo tí. Nên phải dè. Đầu bên kia nhường cho cái tiếng Sài Gòn
tuyến Đắk Lắk Sài Gòn cho kịp giờ thành phố nha cả nhà. Còn lại cái tuyến Sài Gòn Đắk Lắk thì buộc phải nằm lại tới 5-6 giờ sáng mới về thành phố Buôn Ma Thuột được. Cái khúc này là hai ông mới tỉnh dậy nè, do cái đoàn xe ngược chiều là nó mới báo cho mình, báo bóp còi kêu dậy. Hai ông ngủ quên luôn, ông lại chạy, đang bám đuôi theo cái đoàn phía trước của mình ha. Chắc cũng hơi dài á, nhưng mà xe kẹt khá là kinh điển. 2 tiếng đồng hồ thì nghĩ đi, cái tuyến đường quốc lộ 14 này nó kéo dài đến mức độ nào. Nó kéo dài cũng phải là 3 đến 40 cây số là kẹt xe, nằm cứng luôn. Hai chiều thì chắc cũng phải kéo dài cả 100 cây số. Trong đoạn quản tính này là bị tai nạn. Anh em xem một đoạn nữa thì sẽ thấy một cái chiếc xe tải và một cái thùng công bị văng xuống đường luôn ha. Đi tới một đoạn nữa sẽ thấy. Từ từ anh em cứ từ từ dõi theo cái video của tôi. Chạy tới một đoạn nữa là có cảnh sát giao thông 2 tiếng đồng hồ đứng bên đường, và tôi sẽ quay một cái thùng container nằm dưới đường cho anh em xem ha. 2 tiếng đồng hồ sau thì tất cả mọi thứ đã được dẹp loạn rồi, chứ không kẹt cứng ngắc luôn mà chắc nằm ngang đường luôn. Còn ngay cái cảnh đó thì anh em nào cái lúc này đi qua thì chắc cũng thấm, cũng biết, cũng dính, cũng thấy qua trời qua đất luôn. 11 rưỡi đêm mà tới 1 rưỡi sáng mới xong việc, mới chạy. Tại mình cách cái điểm tai nạn này có tầm 1,5 cây số thôi mà không được đi nè. 1,5 cây là nhường đường luôn cho cái tuyến Đắk Lắk Sài Gòn luôn, là mình không được nhích luôn đó. Đó, qua cái đoạn này rồi lên một đoạn nữa thấy chiếc xe tải. Chiếc xe tải nhỏ mà nói chung là cũng nặng á. Tai nạn nhiều một cách nhau xa lắc luôn. 2 tiếng đồng hồ. Đây nè, chiếc xe tải nè, nguyên cái đuôi là móp hết đuôi. Đó. Còn cái thùng công bên kia nằm xuống dưới đất luôn. Còn chiếc xe công thì không thấy đâu hết trơn, biết đi đâu về đâu luôn rồi. Đó. Đoàn xe nối đuôi lại được rồi nha cả nhà. Nói chung là chạy lên một đoạn thì cũng nối đuôi lại được theo đoàn, không đến nỗi gì mà ngủ quên hẳn. Cái đoàn xe bên kia vẫn kẹt cứng, đoàn xe bên mình vẫn dính tè le luôn. Rồi cái lúc về là mình không có quay nữa nha. Tới đoạn này không tắt máy luôn rồi để chạy về để giao hàng luôn cả nhà. Bye bye.